Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15. Kỳ họp cuối năm có nhiều nội dung quan trọng và trong đó có việc đánh giá về thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 thông qua các tờ trình và bỏ phiếu tín nhiệm 27 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ giải quyết nhiều công việc quan trọng trong thẩm quyền như xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2023 và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, công tác xét xử và nhiệm vụ công tác năm 2024 của Tòa Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ báo cáo về tình hình thu chi ngân sách năm 2023 và kế hoạch dự toán năm 2024, xem xét thông qua 22 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình.